Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ trên đất Ba Lan chuẩn bị hoàn thành. Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ đã phá hủy hoàn toàn các kho vũ khí hóa học tích tụ nhiều thập niên của mình. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dự kiến sẽ thăm Saudi Arabia, Qatar và UAE vào cuối tháng này để kêu gọi đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và toàn bộ nội các đã đệ đơn từ chức sau khi chính phủ liên minh không đạt được thỏa thuận liên quan đến chính sách hạn chế nhập cư. Sau đây là nội dung chi tiết. Ba Lan có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ vào cuối năm 2023. Cơ sở tại Resikovo bao gồm radar cảnh báo sớm AN, Spy-1 và các bệ phóng thẳng đứng, VLS, MK-41 với 24 tên lửa đánh chặn V-161 Standard Missile 3 loại cũng được trang bị trên một số tàu chiến của Hải quân Mỹ. Sau khi căn cứ với hệ thống Aegis Ashore này đi vào hoạt động, Lầu Năm Góc trên thực tế sẽ hoàn thành việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này ở châu Âu. Ngoài cơ sở sắp hoàn thành ở Resikovo, các yếu tố của Europro còn bao gồm một căn cứ tương tự ở thị trấn Divizlu của Romania, một trung tâm chỉ huy ở Đức, một trạm radar cảnh báo tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ và các tàu khu trục Aegis thuộc Hải quân Mỹ đóng ở Tây Ban Nha. Việc xây dựng căn cứ ở Resikovo tiêu tốn của ngân sách Mỹ khoảng 850 triệu đô la. Theo kế hoạch, công việc xây dựng sẽ hoàn thành vào năm 2018, nhưng thời hạn trên đã bị hoãn lại nhiều lần do nhà thầu địa phương gặp khó khăn. Các tên lửa Iskander-M trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus sẽ chịu sự khống chế của Aegis Ashore tại Ba Lan. Theo Lầu Năm Góc, căn cứ trên đất Ba Lan sẽ trở thành một phần của lá chắn phòng thủ tên lửa toàn cầu, bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh khỏi nguy cơ các cuộc tấn công tên lửa từ châu Á và Trung Đông, chủ yếu từ Triều Tiên và Iran. Nhưng trên thực tế, việc thành lập các căn cứ phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Romania rõ ràng nhằm canh phòng Nga. Chính vì vậy, Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng việc triển khai các tổ hợp Aegis Ashore ở Đông Âu là vi phạm nghĩa vụ của Washington. Theo các chuyên gia Nga, bệ phóng thẳng đứng MK-41 của các tổ hợp Aegis Ashore không chỉ có thể phóng tên lửa đánh chặn mà còn cả tên lửa hành trình Tomahawk. Trước mắt, hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ là nơi chịu trách nhiệm khống chế các tên lửa Iskander-M, trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật được Nga triển khai trên đất Belarus. Ngày 7 tháng 7, theo giờ Mỹ, tôi tự hào thông báo rằng Mỹ đã phá hủy an toàn các quả bom, đạn cuối cùng trong kho dự trữ đó, đưa chúng ta tiến một bước gần hơn đến một thế giới không còn nỗi kinh hoàng của vũ khí hóa học, Tổng thống Biden nói, theo AFP. Tổng thống Biden nhấn mạnh đây là lần đầu tiên toàn bộ danh mục vũ khí hủy diệt hàng loạt được tuyên bố, được xác minh là đã bị phá hủy. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Blue Vast Army Depot, một cơ sở của quân đội Mỹ ở bang Kentucky, Mỹ, gần đây đã hoàn thành công việc kéo dài 4 năm, là loại bỏ khoảng 500 tấn chất hóa học có thể gây chết người. Đó là lượng vũ khí hóa học cuối cùng do quân đội nước này nắm giữ. Tuyên bố trên của Tổng thống Biden có nghĩa là tất cả các kho dự trữ vũ khí hóa học được công khai trên thế giới đã được xác minh là bị phá hủy không thể đảo ngược, theo Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW. OPCW gọi cột mốc này là thành công lịch sử của việc giải trừ quân bị hơn một thế kỷ sau khi việc sử dụng khí hóa học không được kiểm soát trong Thế chiến I đã gây ra cái chết hàng loạt và thương tật cho quân đội. Mỹ là bên ký kết cuối cùng của Công ước về Vũ khí Hóa học có hiệu lực từ năm 1997 để hoàn thành nhiệm vụ phá hủy các kho dự trữ đã khai báo của nước này, dù một số quốc gia được cho là đang duy trì kho vũ khí hóa học bí mật, theo AFP. Công ước về Vũ khí Hóa học được thống nhất vào năm 1993 và có hiệu lực vào năm 1997, đã cho Mỹ thời hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 để tiêu hủy tất cả các tác nhân và đạn dược hóa học của nước này. Trong nhiều thập niên qua, Mỹ đã lưu trữ các loại đạn pháo và tên lửa có chứa khí mù tạt, chất độc thần kinh VX và sarin. Những vũ khí như thế đã bị lên án rộng rãi sau khi việc sử dụng chúng gây ra hậu quả khủng khiếp trong Thế chiến I. Những loại vũ khí hóa học không được sử dụng nhiều trong Thế chiến II, nhưng nhiều quốc gia đã giữ lại và phát triển thêm trong những năm sau đó, theo AFP. Việc sử dụng nổi bật nhất kể từ thập niên 1970 là các cuộc tấn công bằng khí độc thần kinh của Iraq vào Iran trong cuộc chiến vào thập niên 1980. Gần đây hơn, lực lượng ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học đối với các đối thủ trong cuộc nội chiến ở nước này, theo OPCW và các cơ quan khác. Thổ Nhĩ Kỳ muốn huy động nguồn tài trợ nước ngoài nhằm thúc đẩy kinh tế và kỳ vọng các nước vùng vịnh sẽ đầu tư trực tiếp gần 10 tỷ đô la Mỹ vào nước này trong khuôn khổ chuyến công du của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tới khu vực vào cuối tháng 7 này. Tổng các khoản đầu tư có thể lên tới 30 tỷ đô la Mỹ, dự kiến trong một thời gian dài hơn vào các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến, trong chuyến thăm này, một số thỏa thuận quan trọng sẽ được ký kết.
Các khoản đầu tư dự kiến từ các quốc gia vùng vịnh sẽ thể hiện niềm tin vào nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, vì đây sẽ là các khoản đầu tư trực tiếp quan trọng. Kể từ năm 2021, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực hàn gắn quan hệ với Riyadh và Abu Dhabi, các khoản đầu tư và tài trợ từ vùng vịnh đã tăng lên và giúp giảm bớt áp lực cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Nhập cư là một vấn đề chính trị, xã hội quan trọng. Hiện giờ, chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Bốn đảng trong liên minh cầm quyền có quan điểm rất khác nhau về chính sách nhập cư. Rất tiếc là hôm nay chúng tôi phải kết luận rằng những khác biệt đó không thể hòa giải, Thủ tướng Mark Rutte phát biểu với báo chí ngày 7 tháng 7. Thủ tướng Rutte và các thành viên nội các đã đệ đơn từ chức lên vua William Alexander. Tuy nhiên, ông Rutte sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò thủ tướng lâm thời cho đến khi một cuộc tổng tuyển cử mới diễn ra, dự kiến vào tháng 11 năm tới. Cuộc khủng hoảng chính phủ ở Hà Lan xảy ra sau khi đảng của Thủ tướng Rutte đưa ra đề xuất giới hạn người tị nạn vào Hà Lan. Đề xuất đã vấp phải sự phản đối của hai đảng trong liên minh cầm quyền. Mâu thuẫn càng đẩy lên cao trong tuần này sau khi ông Rutte kêu gọi ủng hộ đề xuất hạn chế tiếp nhận con cái của những người tị nạn và các gia đình thuộc diện này phải chờ ít nhất 2 năm trước khi có thể đoàn tụ. Hà Lan là một trong những quốc gia có chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất châu Âu. Năm ngoái, đơn xin tị nạn vào Hà Lan tăng hơn 30% lên hơn 46.000. Chính phủ nước này dự đoán số đơn xin tị nạn có thể vượt 70.000 trong năm nay. Điều này sẽ gây sức ép lớn đến tình hình kinh tế và xã hội của Hà Lan. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.